chào mọi người. Hôm nay mình đứng ngay chỗ Vinpearl Land. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, mình sẽ quay cho các bạn xem 10 sao rằng Vinpearl Land này là ngày 2 tháng 9 mà vắng khách, thời tiết hôm nay nó không đẹp các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vô trong này cho các bạn xem nha. Hôm nay có một cái du thuyền rất là lớn đậu ở dưới cảng nè. Ở đây toàn là người Trung Quốc không. Rồi mình tiến sâu vào trong cáp treo như thế nào nha. Thời tiết hôm nay Nha Trang là không đẹp rồi. Trời rất là u rồi các bạn. Đây phòng vé cũng ít khách này. Đây phòng bán vé được các bạn. Vắng, thời tiết không được đẹp. Rồi mình ra bên này cho các bạn xem nha. Đa số là người Trung Quốc ở đây không? Khách Trung Quốc. Đây cách treo các bạn, bắt đầu đưa du khách qua bên kia. Trời tiết tối quá, âm u cả ngày luôn. Rồi dưới đây là những cano đưa khách qua các đảo nhỏ. Sẽ có chiếc du thuyền các bạn. Trời cũng đang mưa nữa.
Ở trên kia những cái căn nhà biệt thự chật chội trên kia các bạn, giờ trời mưa đó quá. Nha Trang hôm nay mà trời đẹp thì chắc du khách chắc cũng đông lắm nè. Mưa quá mưa. Là khu quảng trường của Wimbledon nha các bạn. Đây, rất là vắng khách do thời tiết này mưa. Đây cái tượng đài biểu tượng cũng ở khu vực Wimbledon này. Các bạn sau thấy sau lưng mình không, những cái nhà, những căn nhà giàu nằm ở tuốt trên trên cao các bạn, ở trên ngọn núi đó. Những nhà đó là rất là mắc tiền, ngó về ra biển đó các bạn. Rồi mình kết thúc video ở đây nha, chào các bạn. Rồi hẹn bạn lại video sau nha.